Cô chào các em. Như vậy là cô trò chúng ta lại gặp nhau trong chương trình môn âm nhạc khối lớp 9. Và trong tiết học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học tiết 4. Học hát bài Nụ cười, nhạc Nga, phỏng dịch lời Việt, Phạm Tuyên. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu đôi nét về đất nước Nga và bài hát Nụ cười. Liên bang Nga là đất nước vô cùng xinh đẹp và rộng lớn, nằm ở cả hai châu lục Á và Âu. Chắc hẳn chúng ta đều biết đây chính là quốc kỳ của Liên bang Nga với ba màu trắng, xanh, đỏ. Với diện tích lên đến 17,1 triệu km vuông và dân số là 145 triệu người tính thời điểm năm 2018, thủ đô là Moscow. Với diện tích rộng lớn như vậy, cho nên mật độ dân số ở đất nước Nga là 9 người trên 1 km vuông. Liên bang Nga có tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa, tiêu biểu như các công trình kiến trúc, có thể kể đến như nhà thờ Thánh Basil, điện Kremlin, cung điện Mùa Đông hay Đại học Tổng hợp Moscow. Các tác phẩm văn học nổi tiếng và kinh điển như Anna Karenina, Lolita, Thép đã tôi thế đấy, hay Chiến tranh và Hòa bình. Liên bang Nga cũng có rất nhiều danh nhân nổi tiếng trên thế giới, như nhà bác học Lomonosov, nhà bác học Mendeleev, nhà soạn nhạc Tchaikovsky, nhiều văn hào lớn như Pushkin, Solokhov. Liên bang Nga cũng là nước đầu tiên đưa con người lên vũ trụ. Nếu có điều kiện, các em hãy đến thăm đất nước Nga xinh đẹp nhé. Còn bây giờ, cô mời các em nghe qua giai điệu và lời ca của bài hát Nụ cười. Cho trẻ sáng lên cùng với bao nụ cười. Hình chuột chuỗi Enos của họa sĩ Asukov được trình chiếu ở nước Nga và đã được các bạn nhỏ rất yêu thích. Nụ cười là bài hát chính trong bộ phim này, bài hát do Vysotsky viết nhạc và Aplyaskovsky viết lời, với hình tượng tiếng cười đầy vui vẻ, trong sáng, hồn nhiên và nhí nhảnh. Bài hát không chỉ được thiếu nhi mà cả người lớn cũng yêu thích. Bài hát được dịch ra nhiều thứ tiếng và lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch. Cô mời các em sang phần 2, học hát bài Nụ cười, e nhỏ, tìm hiểu bài hát. Các em cùng quan sát vào bản nhạc để chúng ta cùng nhận xét. Bài được viết ở nhịp 22 hay còn có ký hiệu là chữ C chia đôi. Bài được chia làm hai đoạn, đoạn 1 viết ở giọng đô trưởng và đoạn 2 viết ở giọng đô thứ. Các ký hiệu âm nhạc có trong bài như dấu nhắc lại, khung thay đổi,
dấu miễn nhiệm, dấu nối. Ngoài ra trong bài còn có ký hiệu dấu dán, dấu bình, dấu lặng đen. Cô mời các em ghi bài. Để dễ dàng trong việc học hát thì chúng ta sẽ quan sát cô chia câu. Bài hát chia làm 5 câu, đoạn 1 có 2 câu và đoạn 2 có 3 câu. Cô mời các em khởi động giọng theo mẫu âm. Các em nghe cô đọc qua mẫu âm. Các em sẽ đọc cùng với cô. Phần B nhỏ, tập hát từng câu. Mời các em nghe giai điệu câu số 1. Trời trẻ sáng lên cùng với bao nụ cười. Cầu vồng thêm lung linh mắt sáng ánh lên ở bầu trời. Cô mời các em nghe lại một lần nữa. Trời trẻ sáng lên cùng với bao nụ cười. Mời các em hát lại giai điệu câu số 1. Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười. 2, 1. Cô mời các em nghe giai điệu câu số 2. Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui. Trong cuộc sống đã bao nhiêu. Cô mời các em nghe lại một lần nữa. Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui. Trong cuộc sống đã bao nhiêu vui ta cùng tình yêu. Cô mời các em hát lại câu số 2. Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui. 2, 1. Mời các em ghép lại câu số 1 và câu số 2. Như vậy các em vừa tập xong câu 1 và câu 2 của đoạn 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn 2. Gồm có 3 câu, đó là câu 3, câu 4 và câu 5. Chúng ta sẽ tập câu số 3 trước. Để làn mây không bay đi xa, những giọt mưa bay bay về ta. Để dòng nước xuôi đôi xuôi xinh, để dòng gió gió gió. Cô mời các em nghe lại giai điệu câu số 3 một lần nữa. Để làn mây không bay đi xa, những giọt mưa bay bay về ta. Để dòng nước xuôi đôi xuôi xinh, để dòng gió gió gió. Cô mời các em hát lại câu số 3. Để làn mây không bay đi xa. 2, 1. Cô mời các em nghe giai điệu câu số 4. Cô mời các em nghe lại một lần nữa. Cô mời các em hát lại giai điệu câu số 4. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. 2, 1. Cô mời các em nghe giai điệu câu số 5. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tiếng cười là
lần nữa. Cô mời các em ghép lại giai điệu câu 3, câu 4 và câu 5. Sẽ nhắc lại từ đầu, và khi chúng ta nhắc lại lần hai thì chúng ta sẽ hát lời hai. Và bây giờ cô mời các em sẽ nhẩm theo giai điệu của lần toàn bộ bài hát. Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười, cầu vồng thêm lung linh màu sắc ánh lên ở góc trời. Nụ cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui, trong cuộc sống đầm ấm niềm vui ta cùng cần tìm cười. Để làn mây không bay đi xa, những giọt mưa bay bay bên ta, để dòng nước sẽ luôn luôn ngân xa, tiếng cười là bản đường tháng năm của tuổi niên thiếu.
là cô trò chúng ta đã vừa học xong bài hát Nụ Cười. Bây giờ chúng ta hãy nêu cảm nhận về bài hát. Với tiếng cười hồn nhiên, làm người nghe cảm thấy yêu đời và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Bài hát Nụ Cười ca ngợi niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. Ở đó, tiếng cười đem lại niềm tin và hạnh phúc. Về nhà, các em sẽ học thuộc lời bài hát, kể tên một số bài hát Nga mà em biết, chuẩn bị bài mới ở tiết 5. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cao độ, trường độ của bài tập đọc nhạc số 2 để tiết sau chúng ta học cho tốt. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi tiết học. Kính chúc các em thật nhiều sức khỏe, học tập tốt. Thân ái chào tạm biệt các em.